Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, hôm 16 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài trả lời phỏng vấn tờ ABC News. Trong đó, ông Zelensky tuyên bố rằng những thất bại của nước này tại Kharkov là do lỗi của cả thế giới. Trả lời câu hỏi của ABC News hôm 16 tháng 5 về việc liệu những thất bại hiện nay của Ukraine trên mặt trận Kharkov có phải là lỗi của Mỹ hay không, Tổng thống Zelensky tuyên bố, đó là lỗi của cả thế giới. Họ đã cho Nga cơ hội, nhưng bây giờ thế giới có thể giúp Ukraine. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga mới đây đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Kharkov và nhanh chóng chiếm lại một số ngôi làng đã được Ukraine giải phóng hồi tháng 9 năm 2022. Theo ABC News, ông Zelensky đã hủy toàn bộ lịch trình công du trong bối cảnh quân đội Ukraine dần thất thế ở mặt trận để có mặt ở Kharkov, đồng thời kiềm chế không công khai chỉ trích Mỹ, giữ nguyên cách tiếp cận điển hình của ông đối với nước viện trợ quân sự lớn nhất Ukraine. Ông Zelensky khẳng định, tất cả những gì mà chúng tôi cần chỉ là hai tổ hợp phòng không Patriot, Nga sẽ không thể giành được Kharkov nếu chúng tôi có những tổ hợp đó. Khi được hỏi về mối lo ngại của một số bộ phận cử tri Mỹ về số tiền viện trợ quá lớn cho Ukraine, ông Zelensky cho hay, đó là tiền được chi vào các nhà máy tại Mỹ, tạo ra việc làm cho người dân Mỹ. Ông Zelensky nói, chúng tôi không chỉ đấu tranh cho tự do của mình, nếu không phải Ukraine thì sẽ là một quốc gia khác. Được biết, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ít nhất 31 bang của Mỹ đang sản xuất vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Ukraine. Trong chuyến thăm Kiev hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông tin Washington đang tích cực và khẩn cấp tìm cách cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Mỗi khẩu đội Patriot bao gồm một hệ thống cung cấp điện, radar, trạm điều khiển, bệ phóng tên lửa gắn trên xe tải, các phương tiện hỗ trợ và có chi phí khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Ukraine hiện được cho là sở hữu ít nhất 3 tổ hợp này. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, việc Nga đặt mục tiêu kiểm soát các thị trấn ở biên giới Kharkov là một phần trong chiến thuật thiết lập vùng đệm để tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Theo tướng Nicholas Richards, Ukraine đã phải rút quân khỏi các điểm nóng như Artemov và Avdiivka và di chuyển lực lượng của họ lên phía Bắc. Hành động này đã làm cho mặt trận phía Nam trở nên yếu đi. Việc điều chuyển các đơn vị của Ukraine khỏi vùng Chasovia và Avdiivka hóa ra lại phù hợp với ý định chiến lược của Bộ Chỉ huy Nga. Tướng Richards phán đoán rằng Nga muốn nhử lực lượng dự bị của quân đội Ukraine ra để tiêu diệt. Trước đó, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov đã cảnh báo rằng tình hình của Ukraine đang trở nên nguy cấp. Ông Budanov cũng cho biết rằng Kiev sẽ gặp khó khăn trong việc điều chuyển các đơn vị Ukraine đến khu vực Kharkov vì họ đang tập trung ở những vùng khác. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng quân đội Nga đã giải phóng Gatishche, Krasnoye, Morokhovets và Olenikovo ở tỉnh Kharkov. Đây là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến và có thể làm thay đổi cục diện trên mặt trận. Trước những động thái mới nhất của Nga, các quan chức Kiev đã bày tỏ sự lo ngại trước việc quân đội Nga sẽ buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải mở rộng mặt trận lên tới 3.000 km từ Kherson đến tận Chernihiv, gian mỏng lực lượng vốn đã ít ỏi của quân đội nước này. Theo ông Roman Kostenko, thư ký Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc hội Ukraine, với ưu thế vượt trội về lực lượng, Nga có khả năng mở rộng hoạt động trên một phạm vi đáng kể của đường ranh giới, trong khi Kiev không có nguồn dự trữ đáng kể để sử dụng cho các hoạt động hiệu quả trên chiến tuyến dài khoảng 3.000 km. Ông Kostenko cũng lưu ý rằng, lực lượng vũ trang Nga đang xác định những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine và đang điều động thêm lực lượng dự bị tới đó nhằm phá vỡ sự kháng cự của lực lượng vũ trang Ukraine trên các mặt trận phía Đông Bắc. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, lực lượng Ukraine cũng cần phải đề phòng kế dương đông kích tây của Nga, đứng trước nguy cơ lớn bị đánh bại tại các vùng khác khi họ phải tập trung lực lượng lớn để tăng viện cho Kharkov, Sumy, dẫn đến những lỗ thủng trong phòng tuyến của các vùng Kherson, Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Donetsk. Thưa quý vị, cuộc tấn công mới của Nga ở khu vực Kharkov khiến Ukraine rơi vào tình thế khó khăn khi phải chấp nhận hy sinh nhân lực để giữ vững phòng tuyến. Những tuyên bố của giới chức Ukraine trong vòng 72 giờ qua về tình hình ở Kharkov có sự thay đổi đáng kể, từ chỗ tiếp tục chiến đấu phòng thủ đến tình hình xấu đi đáng kể, và rồi đến Nga đã giành một số thành công chiến thuật. Theo Bộ Quốc phòng Nga,
quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 9 ngôi làng kể từ khi phát động cuộc tấn công vào Kharkov hôm 10 tháng 5. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận Nga đã thành công về mặt chiến thuật, đồng thời cho biết giao tranh ác liệt đang nổ ra để giành quyền kiểm soát thị trấn biên giới Vovchansk. CNN đã đưa ra đánh giá nghiêm trọng hơn về tình hình trên chiến trường hôm 13 tháng 5, nhận định rằng Nga được cho là đã đạt được những bước tiến nhanh nhất kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. CNN nhận định đây là một cơn ác mộng đối với Kiev vì hai lý do. Thứ nhất, họ đã giành lại vùng đất này từ tay lực lượng Nga 18 tháng trước, nhưng rõ ràng đã thất bại trong việc củng cố khu vực này để ngăn Moscow càn quét trở lại một cách dễ dàng. CNN bình luận, thứ hai, Nga một lần nữa có thể vây ép lực lượng quân sự đang bị kéo căng của Ukraine bằng việc gây sức ép liên tục và ngày càng lớn vào khu vực Kharkov, gây thiệt hại bằng việc pháo kích dữ dội vào một trung tâm đô thị rộng lớn. Moscow biết rằng họ đang phải chạy đua với thời gian bởi mọi chuyện có thể khác sau một tháng nữa, khi gói viện trợ 61 tỷ đô la của Mỹ sẽ bắt đầu giúp Ukraine có được số vũ khí mà họ cần. Vì vậy, Nga dường như đang tung mọi thứ có thể vào đó, dù biết rằng cuộc chiến có thể sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn đối với lực lượng của họ trong mùa hè sắp tới. Dọc theo phần lớn chiến tuyến, đặc biệt là ở các tuyến gần hậu phương, các công sự dường như thiếu hụt, nếu không muốn nói là không có. Kiev dường như đã quá tin tưởng vào cuộc phản công của mình vào mùa hè năm ngoái. Trong khi đó, mặt đất nơi tiền tuyến đang khô dần, tạo thuận lợi cho Nga trong việc di chuyển các thiết bị hạng nặng. Nga có động lực chưa từng thấy kể từ tháng 3 năm 2022. Ukraine đang buộc phải thừa nhận tình hình tồi tệ đến mức nào. Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải đối mặt với những sự lựa chọn tồi tệ về nơi sẽ điều lực lượng quân sự vốn đang bị hạn chế, cũng như nơi mà họ cuối cùng sẽ phải hy sinh. Các nhà phân tích phương Tây nhấn mạnh, việc mở một mặt trận mới đặc biệt nguy hiểm đối với Kiev do tình trạng thiếu đạn dược kéo dài và sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ của phương Tây. New York Times hôm 12 tháng 5 đưa tin, những bước tiến thành công của Nga ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và là một trung tâm công nghiệp quan trọng, có thể làm suy yếu tinh thần của Ukraine và các đồng minh của họ, thậm chí khiến phương Tây phải gây áp lực buộc Kiev phải đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với Moscow. New York Times đưa tin, bước tiến của Nga đã buộc Ukraine phải nhanh chóng tái triển khai lực lượng từ mặt trận Donbass. Các hãng truyền thông Mỹ mô tả những binh lính được tái triển khai của Ukraine cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Một người lính nói rằng anh và các đồng đội đã không ngủ trong nhiều ngày và bị sốc trước tốc độ di chuyển quá nhanh của quân Nga. Theo Bloomberg, Kiev đã bắt đầu triển khai thêm quân để ổn định tiền tuyến phía đông bắc, đồng thời lưu ý rằng cuộc tấn công của Nga có thể đã kéo căng lực lượng vốn đã thiếu vũ khí và quân số của Ukraine, đồng thời có thể buộc Kiev phải bố trí lại quân từ mặt trận phía đông. Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi một số thành phố và làng mạc ở Donbass trong năm nay, trong đó có thành phố Avdiivka được củng cố nghiêm ngặt, nơi từng diễn ra các trận ác chiến trong nhiều tháng. Tổng thống Zelensky đổ lỗi một phần cho Mỹ về những tổn thất gần đây, đồng thời cho rằng Ukraine là con tin trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ và cuộc tranh cãi chính trị tại Quốc hội Mỹ, nơi mà Đảng Cộng hòa đã dành nhiều tháng để ngăn chặn khoản viện trợ trị giá gần 61 tỷ đô la dành cho Kiev. Phần lớn thế giới có thể đã mệt mỏi với cuộc chiến ở Ukraine, nhưng Nga thì không. Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất phụ trách kinh tế Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ mới. Theo giới quan sát phương Tây, sự lựa chọn này dường như là cách để Nga tích hợp hơn nữa giữa kinh tế với quân sự để sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi ở Ukraine. Thưa quý vị, theo dữ liệu do quân đội Kiev công bố hôm 10 tháng 5, lực lượng Nga ở Ukraine đã mất 54 xe tăng và hơn 4.400 binh sĩ kể từ Chủ nhật tuần trước. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng, ngoài 4.410 binh sĩ thương vong, Nga còn mất 100 xe bọc thép, 137 hệ thống pháo và 143 máy bay không người lái trong cùng khoảng thời gian. Theo thống kê của Ukraine, Nga đã mất tổng cộng 479.710 quân kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Quân đội Nga cũng đã mất 7.434 xe tăng, 14.313 xe chiến đấu bọc thép và 9.826 máy bay không người lái trong suốt cuộc chiến. Tuy nhiên, các hãng thông tấn nước ngoài chưa thể xác minh những số liệu này một cách độc lập.
khó có thể xác nhận con số thương vong của Nga trong suốt cuộc chiến, trong khi con số mà Ukraine đưa ra lại cao hơn nhiều so với con số ước tính khác. Điện Kremlin hiếm khi công bố số liệu của riêng họ, và khi công bố, số liệu này cũng không được xác minh độc lập. Số liệu mới nhất của Kyiv về tổn thất của Nga được công bố ngay khi lực lượng quân sự Nga tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới mới vào vùng đông bắc Ukraine vào hôm 10 tháng 5. Các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc tấn công này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một chiến dịch lớn mới của Nga. Hãng thông tấn AP đưa tin, thống đốc khu vực Kharkov Oleksiy Gubov cho biết các cuộc tấn công trong đêm đã đánh trúng thành phố Vovchansk nằm cách biên giới Nga khoảng 3 dặm. Theo hãng thông tấn AP, cuộc tấn công sử dụng bom dẫn đường, pháo, tên lửa, xe tăng và súng cối đã giết chết ít nhất một dân thường và làm bị thương 5 người khác, khiến chính quyền phải bắt đầu sơ tán khoảng 3.000 người dân. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, bộ binh Nga đã cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Kyiv gần Vovchansk nhưng đã vấp phải sự phản kháng của các đơn vị dự bị của Ukraine. Trong bài phát biểu hôm 10 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội của ông sẽ triển khai thêm lực lượng tới Kharkov. Ông Zelensky nói, hôm nay quân đội Nga đã cố gắng mở rộng hoạt động chống lại Ukraine. Chúng tôi biết quy mô lực lượng của kẻ xâm lược và thấy kế hoạch của họ. Binh lính, pháo binh của chúng tôi, máy bay không người lái của chúng tôi đang trả đũa những kẻ xâm lược. Tôi biết ơn từng người lính, từng sĩ quan đang bảo vệ các vị trí của chúng tôi theo cách tốt nhất có thể. Tổng thống Ukraine nói thêm, chúng tôi đang bổ sung thêm quân đến các mặt trận ở Kharkov. Cả dọc theo biên giới đất nước và dọc theo toàn bộ chiến tuyến, chúng tôi sẽ tiêu diệt những kẻ xâm lược để phá vỡ mọi ý định tấn công của Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 10 tháng 5 thừa nhận với các phóng viên rằng các cuộc tấn công ở biên giới phía đông bắc Ukraine có thể là khởi đầu của một chiến dịch tấn công lớn hơn. Ông Kirby cho hay, chắc chắn có khả năng người Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn vào Kharkov. Điều thú vị và chắc chắn đáng lo ngại là giờ đây họ dường như đang chuẩn bị sử dụng hỏa lực tầm xa để cố gắng tấn công Kharkov. Chắc hẳn người ta sẽ không làm điều đó nếu như không nghĩ đến một chiến dịch tấn công lớn hơn nhằm vào thành phố. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm thành phố Kharkov để nâng cao và củng cố tinh thần quân đội. Trong khi đó, chỉ huy tối cao NATO cho biết ông không tin Nga có đủ lực lượng để đột phá sâu vào khu vực này. Trong chuyến thăm Kharkov, Tổng thống Ukraine đã gặp các thương binh đang hồi phục tại một cơ sở y tế và chụp ảnh cùng với các binh sĩ ở một địa điểm khác. Tính đến ngày 17 tháng 5, lực lượng Nga đã tiến thêm ít nhất vài km vào phía bắc khu vực Kharkov, buộc lực lượng quân đội đông đảo của Kyiv phải cố gắng giữ phòng tuyến trên một mặt trận mới, trong khi Nga cũng gia tăng thêm áp lực lên các mặt trận ở phía đông Ukraine. Sau khi tổ chức cuộc họp ở Kharkov với chỉ huy hàng đầu và các lãnh đạo quân sự cấp cao, ông Zelensky nói, tình hình vẫn cực kỳ khó khăn, chúng tôi đang tăng cường các đơn vị của mình. Sau đó, trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine đã đạt được sự chắc chắn hơn gần Vovchansk, cách biên giới 5 km, nhưng pháo kích Nga vẫn không dừng lại, các mối đe dọa vẫn tồn tại. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Thống đốc khu vực Kharkov Oleksiy Gubov cho biết các lực lượng của Nga vẫn đang quyết tâm chiếm thị trấn. Ông nói, mặc dù binh sĩ vẫn chưa ổn định được tiền tuyến, nhưng họ đã ngăn chặn được bước tiến đáng kể của đối phương ở khu vực Kharkov. Ông cho biết ở một số nơi, quân đội Ukraine đã giành được các vị trí trước đó. Ngoài việc tấn công trực diện bằng bộ binh và thiết giáp, ở các khu định cư tại tiền tuyến của Kharkov, Nga đang tiến hành bắn phá sâu vào các khu vực lân cận. Cuối ngày 15 tháng 5, quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ gần thị trấn Kupiansk, cách Kharkov khoảng 85 km, đã phải rút lui về các vị trí thuận lợi hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15 tháng 5 cho biết các lực lượng của Moscow đang cải thiện vị trí mỗi ngày dọc theo mặt trận ở Ukraine và cuộc tiến công sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong khi đó, về tình hình ở Kharkov, tướng Christopher Cavoli, chỉ huy tối cao của NATO ở châu Âu cho biết, ông tin rằng lực lượng Ukraine sẽ giữ vững phòng tuyến ở Kharkov do Nga không có đủ quân cần thiết để thực hiện bước đột phá chiến lược. Ông Cavoli nói thêm, quan trọng hơn, họ không có kỹ năng và khả năng trong việc hoạt động ở quy mô cần thiết để thực hiện bất kỳ bước đột phá nào nhằm đạt được những lợi thế chiến lược trong khu vực này. Ông không đưa ra bất kỳ con số nào về số lượng quân Nga đã triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, theo các quan chức Ukraine, lực lượng Nga đang áp đảo quân đội Ukraine với tỷ lệ 10/1 trên các chiến trường nói chung.
Tình trạng thiếu thốn đạn dược của quân đội Ukraine cũng chưa được cải thiện nhiều trong thời gian gần đây, dù gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ đô la của Mỹ đã được thông qua. Tướng Cavoli cho biết các đồng minh của Ukraine hiện đang vận chuyển một lượng lớn đạn dược và hệ thống phòng không tầm ngắn, cũng như một lượng đáng kể xe bọc thép. Những vũ khí, khí tài này sẽ giúp Ukraine chống lại cuộc tiến công của Nga ở Kharkov. Theo thông tin từ đài Sputnik, các nhà lập pháp Đức đã thảo luận về khả năng thiết lập vùng cấm bay trên các khu vực phía Tây Ukraine. Điều này đánh dấu một diễn biến mới trong các bình luận liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Các thành viên trong liên minh cầm quyền của Đức, bao gồm Đảng Dân Chủ Tự Do FDP và Đảng Xanh, đã đề xuất thiết lập một vùng cấm bay kéo dài tới 70 km vào trong lãnh thổ Ukraine bằng cách sử dụng các hệ thống phòng không được triển khai ở Ba Lan và Romania. Đề xuất này nhằm giúp gánh vác một phần gánh nặng phòng không của Ukraine, cho phép Kiev tập trung bảo vệ tiền tuyến. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 5, người phát ngôn của chính phủ Đức đã trích dẫn quyết định của Tổng thống Thư ký NATO Jens Stoltenberg từ tháng 3 năm 2022, tuyên bố rằng liên minh quân sự này sẽ không thực thi vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine. Theo nhà phân tích chính trị Nga Sergei Poletaev, cuộc thảo luận xung quanh khả năng thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine trong bối cảnh quân đội nước này đang rơi vào thế yếu trên chiến trường, cho thấy các nhà lãnh đạo phương Tây đang tìm kiếm các sự lựa chọn để can dự vào cuộc xung đột. Ông Poletaev cho biết, cho đến nay cuộc xung đột chắc chắn chỉ giới hạn trong lãnh thổ Ukraine. Một mặt họ đang nỗ lực để duy trì tình trạng đó, vì đó là lợi ích của tất cả các bên. Mặt khác, Ukraine đang sử dụng mọi công cụ mà họ sở hữu để gây thiệt hại tối đa đối với Nga, trong khi cố gắng điều hướng một sự cân bằng mong manh để tránh căng thẳng leo thang hơn nữa. Chuyên gia Poletaev lưu ý rằng, không phải ngẫu nhiên mà Ba Lan và Romania được chọn là địa điểm khả thi để thực hiện vùng cấm bay. Trước hết, cả hai không được coi là những bên tham gia độc lập. Thứ hai, các chính trị gia phương Tây dường như sẵn sàng hy sinh họ trong trường hợp có nguy cơ xảy ra xung đột với Nga. Ông Poletaev nêu vấn đề. Câu hỏi đặt ra là liệu NATO có đến giải cứu họ theo Điều 5 quy định về phòng thủ tập thể của khối quân sự hay không nếu xung đột với Nga nổ ra. Chuyên gia Nga giải thích rằng, tất cả các thiết bị quân sự của châu Âu đều được NATO coi là chung như một kho dự trữ chung. Quân đội Romania có độc lập không? Tất nhiên là không, giống như quân đội Ba Lan, như quân đội Đức, họ không thể hành động độc lập. Họ tồn tại chỉ trong bối cảnh cơ cấu quân sự của NATO. Trong bối cảnh các nhà lập pháp Đức đề xuất thiết lập vùng cấm bay trên các khu vực phía Tây Ukraine, có vẻ như Đức không quan tâm đến quan điểm của người Romania hay Ba Lan về kế hoạch này. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như mâu thuẫn với luật pháp Romania và khả năng thực tế của Ba Lan. Tham mưu trưởng quân đội Romania Gheorghe Tavolat đã nói với báo chí Mỹ rằng quân đội nước này không thể tiến hành các hoạt động quân sự trong thời bình. Ông Vlad giải thích rằng, để bắn hạ thiết bị bay không người lái của Nga hoặc các mục tiêu trên không khác, Bucharest sẽ phải đưa ra tình trạng khẩn cấp, bị bao vây hoặc thiết quân luật. Mặt khác, Ba Lan dường như không bị áp đặt quy định nghiêm ngặt như Romania, nhưng nước này cần sự ủng hộ hoàn toàn của NATO và ý chí chính trị để mở rộng chiếc ô phòng không của mình tới Ukraine. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Janusz Oniszkiewicz đã nói với một đài truyền hình Ukraine vào tháng trước rằng hệ thống phòng không Ba Lan hiện có khả năng đáp trả các mối đe dọa tên lửa của Nga vào giờ thứ 11 khi có thể đã quá muộn để bắn hạ chúng. Ông Oniszkiewicz cho biết, để trao quyền cho các hệ thống phòng không của Ba Lan bảo vệ Tây Ukraine, các quyết định chính trị nên được đưa ra ở cấp độ NATO và Kiev. Ông cũng cho biết thêm rằng, quân đội Ba Lan cũng cần được cung cấp quyền truy cập đầy đủ thông tin về không phận Ukraine. Rõ ràng, Ba Lan muốn chuyển trách nhiệm sang NATO để nhận được sự đảm bảo rằng nước này sẽ được bảo vệ nếu vùng cấm bay giả định được thực hiện. Theo chuyên gia Sergei Poletaev, việc các chính trị gia Đức đề cập đến khả năng NATO bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào Israel như một tiền lệ để tạo ra vùng cấm bay ở miền Tây Ukraine là không chính xác. Ông Poletaev giải thích rằng, trong trường hợp của Israel, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, bởi Iran không phải là Nga. Ông Poletaev cũng lưu ý đến kho vũ khí hạt nhân và khả năng quân sự mạnh mẽ của Nga. Ông Poletaev cũng nói rằng, các quốc gia thành viên NATO đã đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran trên lãnh thổ của các nước thứ ba với sự chấp thuận của họ. Vị chuyên gia Nga cho biết, nhìn chung cuộc tấn công của Iran giống như một cuộc tấn công truyền thống hơn. Khi nói đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, ông Poletaev lưu ý rằng rủi ro sẽ cao hơn nhiều và việc tấn công tên lửa và máy bay của Nga sẽ có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân. Chuyên gia này kết luận,
Các phương tiện truyền thông suy đoán và tấn công bằng miệng nhằm tránh hoặc trì hoãn các cuộc tấn công thực sự. Nhưng logic của cuộc xung đột ở Ukraine chắc chắn sẽ dẫn đến khả năng phương Tây can thiệp dưới hình thức này hay hình thức khác. Fast ngày 11 tháng 5 đưa tin, một số nhà lập pháp của Đức thuộc cả đảng cầm quyền và phe đối lập đều ủng hộ ý tưởng NATO giúp bảo vệ không phận phía Tây Ukraine khỏi các cuộc tấn công từ Nga. Việc đánh chặn tên lửa UAV của Nga sẽ được thực hiện từ lãnh thổ NATO, các nghị sĩ nhấn mạnh. Theo Fast, một số chuyên gia từ Hội nghị An ninh Munich đã từng gợi ý về việc khối liên minh quân sự phương Tây có thể bắn hạ tên lửa Nga trên khu vực biên giới Ukraine với Ba Lan và Romania. Các quan chức của Ba Lan cũng đã đề cập tới khả năng này, nhưng chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra. Nghị sĩ Anton Hofreiter thuộc Đảng Xanh của Đức cho rằng NATO có thể giúp Ukraine bảo vệ phần không phận ở phía Tây trước hỏa lực của Nga. Ông nhấn mạnh chủ đề này vẫn chưa được đưa ra thảo luận vì NATO tới nay vẫn đang tập trung vào việc cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Agnieszka Brugger, một nghị sĩ thuộc Đảng Xanh của Đức cũng cho rằng việc NATO đặt các hệ thống phòng không ở biên giới các nước để khu vực phía Tây của Ukraine cũng có thể được bảo vệ là một hành động đúng đắn. Trong khi đó, ông Roderick Kiesewetter từ Đảng Đối lập Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo cho rằng các nước phương Tây có thể bắn hỏa lực mà Nga phóng vào Ukraine. Ông Kiesewetter nói, điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho lực lượng phòng không Ukraine và cho phép lực lượng này bảo vệ các khu vực trên tiền tuyến. Nhắc lại cách mà Mỹ và các nước phương Tây khác bảo vệ không phận của Israel trước các đợt tấn công của Iran mà không trở thành một bên trong cuộc xung đột. Marcus Faber từ Đảng Dân chủ Tự do của Liên minh cầm quyền cũng đồng tình rằng, về nguyên tắc không phận trên khu vực biên giới Ukraine có thể được bảo vệ bởi hệ thống phòng không trên lãnh thổ NATO. Tuy nhiên, ông Faber lưu ý rằng các hệ thống phòng không và tên lửa đang thiếu hụt nên nguồn cung cấp đạn dược dài hạn phải được bảo đảm. Đức là một trong các quốc gia đi đầu trong việc hỗ trợ đảm bảo năng lực phòng không cho Ukraine, khi đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng thủ hiện đại. Trong thời gian qua, Ba Lan đã nhiều lần cáo buộc tên lửa của Nga vi phạm không phận của quốc gia NATO này khi Moscow tấn công vào phía Tây Ukraine. Hồi tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrei Zdena cho biết, NATO đang cân nhắc bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Nga ở gần biên giới các nước thành viên. Theo ông Zdena, đề xuất đó cũng cần được sự ủng hộ của Ukraine. Nhà ngoại giao Ba Lan nói, NATO đang phân tích nhiều phương án khác nhau, bao gồm cả phương án những tên lửa như vậy nên bị bắn hạ khi chúng ở gần biên giới NATO. Nhưng điều này sẽ phải được thực hiện với sự đồng ý của phía Ukraine và có tính đến các hậu quả quốc tế. Khi đó, tên lửa NATO sẽ đánh trúng tên lửa của Nga ngoài lãnh thổ liên minh. Cách đây 18 tháng, các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã tranh luận về việc liệu các lực lượng của Nga ở Ukraine có sụp đổ và bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi nước này hay không. Hiện nay, sau nhiều tháng Nga tiến công chậm mà chắc, đi cùng với những bước nhảy về công nghệ. Trong việc đối phó với các loại vũ khí mà phương Tây cung cấp viện trợ cho Ukraine, Nhà Trắng đang ngày càng lo ngại hơn rằng quân đội Nga có thể tấn công đủ mạnh để thay đổi hướng đi của cuộc xung đột. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã mở cuộc tiến công mới gần thành phố Kharkov lớn thứ hai của Ukraine, buộc Kiev phải chuyển hướng các lực lượng bị giàn mỏng để bảo vệ khu vực mà họ từng giành lại từ Moscow trong chiến thắng vào mùa thu năm 2022. Pháo và UAV mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa. Những trì hoãn trong việc cung cấp cho Kiev gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ do những bất đồng trong Quốc hội Mỹ đã mở ra cơ hội cho Nga để từng bước giành lợi thế. Trong các cuộc trả lời phỏng vấn, các quan chức của Mỹ đã tự tin cho rằng nhiều thành quả của Nga có thể đảo ngược khi gói hỗ trợ trên được cung cấp đầy đủ, có thể là vào tháng 7 năm nay, và Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tìm cách để điều thêm binh lính tới tiền tuyến. Tuy nhiên, họ không thể đưa ra dự đoán về tình hình chiến tuyến hoặc liệu Tổng thống Zelensky có thể tiến hành cuộc phản công bị trì hoãn đã lâu vào năm tới hay không. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó cho biết, rõ ràng là sẽ có cái giá phải trả cho việc trì hoãn cung cấp vũ khí cho Ukraine trong suốt một thời gian dài. Ông khẳng định trong chương trình Face the Nation của CBS rằng, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để thúc đẩy việc hỗ trợ tới đây. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Biden tiếp tục bác bỏ đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng đưa quân đội phương Tây tới Ukraine để chiến đấu trực tiếp.
Trong những cuộc thảo luận kín, một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden đã bày tỏ lo ngại rằng, trong khi Mỹ học hỏi được những bài học quan trọng từ cuộc xung đột và về các công nghệ, thì Nga cũng vậy. Mối lo ngại lớn nhất của họ là khi Nga thay thế được những vũ khí bị xóa sổ trong 27 tháng xung đột, thì các lực lượng của Moscow sẽ có thể giành thêm lãnh thổ. Ngay thời điểm Tổng thống Biden chuẩn bị gặp các đồng minh thân cận nhất tại cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G7 ở Italia vào tháng tới, hiện chưa rõ liệu Tổng thống Biden có lặp lại tuyên bố mà ông đã đưa ra ở Phần Lan vào mùa hè năm ngoái không, đó là Tổng thống Putin sẽ phải thua trong cuộc xung đột này. Một số nhà phân tích chuyên nghiên cứu về Nga không mấy bất ngờ về những bước ngoặt đang diễn ra hiện nay. Stephen J. Hadley, cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush cho hay tại một hội nghị của Harvard, Nga thường khởi đầu cuộc xung đột một cách tồi tệ và kết thúc một cách mạnh mẽ. Ông Hadley cho rằng việc Moscow giành được lợi thế trên chiến trường không xuất phát từ một lý do đơn lẻ. Thay vào đó, nhiều bước tiến đã giúp Nga đạt được lợi thế quân sự này. Do sự trì hoãn hỗ trợ quân sự từ Mỹ, Nga đã có thể đạt được lợi thế to lớn về pháo binh, áp đảo hoàn toàn Ukraine. Việc Kiev thiếu các hệ thống phòng không cũng cho phép Nga sử dụng không lực mà không bị đáp trả khi tấn công vào các phòng tuyến của Ukraine bằng bom lượn. Tuy nhiên, với nhiều hệ thống phòng không được cung cấp hơn, Ukraine sẽ có thể di chuyển các chiến đấu cơ ra xa hơn, khiến Nga gặp khó khăn khi tấn công từ trên không. Sự trì hoãn hỗ trợ của Mỹ cũng đi cùng với sự trì hoãn trong một thời gian dài của Ukraine về việc thông qua luật huy động quân sự nhằm đưa thêm binh lính tới chiến trường. Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng và đang chật vật trong việc huấn luyện cho các tân binh. Dù vậy, Michael Kaufman, một chuyên gia về Nga tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế tại Washington nhận định, những lợi thế trên của Nga sẽ không kéo dài mãi mãi và các lực lượng của Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn vào mùa hè này. Năm 2024, quân đội Nga sở hữu lợi thế về trang thiết bị cũng như sự chủ động chiến lược mặc dù nó có lẽ không mang tính quyết định. Năm nay chính là cơ hội cho Nga. Nhưng nếu các lực lượng của Moscow không thể biến những lợi thế này thành thành quả trên chiến trường và tạo đà tiến công, thì có khả năng cánh cửa cơ hội đó sẽ bắt đầu khép lại vào năm 2025. Dù có phải tạm thời hay không, thì đà tiến công mới của Nga được thể hiện rõ nhất tại Kharkov. Năm 2022, Kharkov từng là tâm điểm giao tranh và liên tục hứng chịu các cuộc pháo kích. Việc Nga có thể thành công hay không có lẽ phụ thuộc vào việc tuyển thêm tân binh của Ukraine để giảm bớt gánh nặng cho các lực lượng đã mệt mỏi và kiệt sức trên chiến trường. Những lợi thế trên chiến trường dĩ nhiên không kéo dài và tình hình xung đột sẽ rất khác trong thời gian tới. Tuy nhiên, có một cảm nhận ngày càng gia tăng trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden là những tháng tới sẽ đóng vai trò then chốt, bởi đến một thời điểm nào đó, hai bên sẽ hướng tới một lệnh ngừng bắn sau quá trình đàm phán, tương tự như hiệp định đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, hoặc đơn giản là một cuộc xung đột đóng băng. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến nóng mới nhất từ chiến trường Ukraine ghi nhận, các lực lượng Nga đã thực hiện hai cuộc tấn công xuyên biên giới tại miền Bắc Ukraine. Vụ tấn công có thể đánh dấu sự khởi đầu của một chiến dịch lớn, đang gây nguy hiểm cho thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkov. Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là làn sóng hành động phản công mới của Nga, đồng thời cho biết Kiev sẽ triển khai thêm lực lượng tới mặt trận Kharkov. Theo kênh CNN, ngày 10 tháng 5, trong vụ tấn công xuyên biên giới đầu tiên, binh sĩ Nga đã xâm nhập ít nhất 1 km về phía thị trấn Vovchan, cách Kharkov 48 km về phía đông bắc. Nguồn tin quân sự Ukraine cho biết mục đích của phía Nga là tiến sâu 10 km và tạo vùng đệm ở biên giới để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi tác động của chiến tranh. Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng dưới sự hỗ trợ của xe bọc thép, binh sĩ Nga đã di chuyển qua biên giới vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ địa phương, sau một ngày tăng cường tấn công vào khu vực biên giới bằng bom dẫn đường và pháo. Tuyên bố nói thêm rằng các đơn vị dự bị của Ukraine đã được triển khai để tăng cường phòng thủ trong khu vực trên. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, nhưng các trận giao tranh với cường độ khác nhau đang diễn ra tại một số điểm dọc biên giới, với các lực lượng dự bị đã được triển khai. Bộ cũng nhấn mạnh lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục cản bước tiến công của đối phương. Việc sơ tán dân thường trong khu vực hiện đang được tiến hành. Kênh Telegram Deep State chuyên lập bản đồ diễn biến chiến trường cho biết các lực lượng của Nga đang cố gắng tiến vào và giành được chỗ đứng tại một số khu vực dọc theo biên giới. Trong khi đó, lực lượng Nga cũng đã xâm nhập 5 km vào lãnh thổ Ukraine về phía làng Krasne, nằm cách biên giới khoảng 75 km phía tây Vovchansk.
khoảng 2.000 binh sĩ thuộc 4 tiểu đoàn Nga đã thực hiện cuộc tấn công trên bộ vào Krasne. Các quan chức Ukraine chưa cung cấp nhiều thông tin về đợt tấn công thứ hai của Nga, mặc dù trong bản cập nhật tối ngày 10 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã nhắc đến các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Krasne và hai ngôi làng gần đó. Có 4 ngôi làng cạnh nhau, trong đó có cả Krasne, là các vùng lãnh thổ đang bị hai bên tranh giành, chứ không phải do Ukraine kiểm soát hoàn toàn. Theo tổ chức Deep State Map của Ukraine, chuyên cập nhật diễn biến chiến sự hàng ngày, số binh sĩ Nga được triển khai trong hai đợt tấn công xuyên biên giới nói trên là không đủ để tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine, nhưng cũng cho thấy rằng Nga có nhiều binh sĩ được bố trí dọc biên giới, ước tính khoảng 40.000 người. Ông Oleksiy Gubov, lãnh đạo cơ quan quân quản của khu vực Kharkov cho biết trên Telegram rằng hai thường dân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga. Người dân ở các làng biên giới đã sơ tán theo yêu cầu của chính quyền. Ông Sinegubov khẳng định các cuộc tấn công trên bộ mới nhất của Nga không khiến thành phố Kharkov rơi vào tình trạng rủi ro cao. Nghị sĩ Oleksandr Meresko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine nhận định với Newsweek rằng Nga muốn gieo rắc sợ hãi cho những người sống ở Kharkov để gây ra làn sóng người tị nạn. Tôi không nghĩ Nga có đủ năng lực quân sự để giành Kharkov. Họ chỉ có thể làm được điều đó nếu phá hủy hoàn toàn thành phố. Nếu cố gắng chiếm nó, họ sẽ phải chịu thương vong rất lớn. Nhà phân tích Ukraine Taras Berezovet viết trên Telegram rằng không một mét đất nào bị mất đi, đối phương không gây ra mối đe dọa với Kharkov. Lực lượng của họ chỉ đủ để khiêu khích ở hướng Bắc. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng nếu lực lượng Nga có thể tiến xa hơn về phía Nam, điều đó có thể đưa rìa phía Bắc của Kharkov vào tầm bắn pháo của Nga, vốn có thể bắn khoảng 20 km. Các blogger quân sự Nga cho rằng động thái trên của Moscow có thể nhằm mục đích tạo tiền đề cho việc kiểm soát Kharkov. Một số kênh cũng gợi ý rằng mục đích có thể là tạo ra một vùng đệm dọc theo biên giới để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào Nga của các đơn vị có liên kết với Ukraine. Những diễn biến này đánh dấu cuộc tấn công trên bộ xuyên biên giới lớn nhất của Nga kể từ khi Ukraine tái chiếm Kharkov vào cuối mùa hè năm 2022. Thành phố này gần như bị tấn công liên tục kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022, cũng như chịu thiệt hại đáng kể do các cuộc pháo kích, tấn công bằng tên lửa và UAV. Các diễn biến này cũng xảy ra sau vài tháng Nga gia tăng các cuộc không kích vào thành phố Kharkov, phá hủy toàn bộ công suất sản xuất điện cũng như các trạm biến thế của thành phố này. Về phần mình, Nga chưa bình luận gì về hai cuộc tấn công nói trên. Thưa quý vị, các lực lượng của Nga đã tiến vào thị trấn biên giới Vovchansk thuộc vùng Kharkov trong nỗ lực nhằm đạt được bước tiến trên mặt trận mới. Trong khi đó, quân đội Ukraine vẫn đang chờ đợi gói viện trợ quân sự mới từ Mỹ được chuyển giao tới khu vực tiền tuyến. Cuộc tiến công của Nga vào Vovchansk, cách khoảng 4,8 km về phía nam biên giới với Nga, là một phần trong nỗ lực mở đợt tấn công lớn vào vùng Kharkov nhằm giành lại thành phố bên kia biên giới. Kể từ cuối tuần qua, Nga đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng và khu định cư ở Kharkov sau khi bất ngờ tiến công vào khu vực này. Oleksiy Kharkivsky, cảnh sát trưởng tuần tra của Vovchansk cho biết, tình hình ở Vovchansk cực kỳ khó khăn, đối phương đang chiếm giữ các vị trí trên đường phố. Các quan chức của Ukraine và các nhà phân tích phương Tây cho rằng, dù đang tiến công mạnh mẽ vào Kharkov, nhưng lực lượng Nga khó có thể tạo ra một bước đột phá lớn hoặc tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào Kharkov. Tuy nhiên, bước tiến này có thể giúp Nga giành thêm lãnh thổ ở khu vực này và gây căng thẳng cho lực lượng Ukraine đang thiếu nhân lực trầm trọng. Quân đội Ukraine thừa nhận đã rút quân quanh khu vực Vovchansk và một ngôi làng khác ở phía Tây, nhưng cho biết họ đang chiến đấu để giành lại các vị trí đã mất. Trước khi rời Ukraine sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang tìm cách bổ sung các hệ thống phòng không cho quân đội Ukraine, đặc biệt là ở Kharkov. Trong chuyến thăm Ukraine lần thứ tư kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Blinken đã thảo luận chi tiết với các quan chức Ukraine về việc chuyển giao hệ thống tên lửa Patriot và các hệ thống phòng không khác cho Kiev. Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi đang tập trung vào việc cung cấp hệ thống Patriot và các biện pháp phòng thủ khả thi khác cho Kiev, đồng thời đảm bảo rằng chúng tôi có thể đưa chúng đến Ukraine. Khu vực Kharkov là một ưu tiên cấp bách. Các quan chức Mỹ cho biết, một số vũ khí mới được phê duyệt trong gói viện trợ đã đến Ukraine và Nga đang tăng cường tấn công trước khi viện trợ của Washington đến với Kiev. Viện trợ mới sẽ bao gồm hệ thống Atacms tầm xa, có khả năng tấn công mọi mục tiêu nằm trong các phần lãnh thổ của Nga.
Theo lệnh của chính quyền Tổng thống Biden, Ukraine đã cam kết không sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ nước Nga. Tuy nhiên, mới đây, Ukraine đang tìm cách vận động Mỹ dỡ bỏ điều kiện này để Kiev có thể tấn công vào các kho quân sự của Nga ở phía kia biên giới. Trong nhiều tháng, các quan chức Ukraine đã cảnh báo rằng lực lượng Nga đang chuẩn bị tấn công Kharkov. Nga đã giành quyền kiểm soát phần lớn khu vực Kharkov, bao gồm cả Vovchansk, vào giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, trong cuộc phản công vào tháng 9 năm 2022, lực lượng Ukraine đã giành lại gần như toàn bộ lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Kharkov. Theo các nhà phân tích quân sự, khi Nga tiến công vào Kharkov, các lực lượng Ukraine đã không chuẩn bị tốt với các đơn vị ở ngoài vị trí phòng thủ và không có công sự kiên cố ở một số khu vực biên giới, bao gồm cả ở Vovchansk. Một số đơn vị tốt nhất của Ukraine đã được điều động khỏi khu vực phía đông Donetsk, nơi từng là tâm điểm của các cuộc tấn công của Nga trong những tháng gần đây, để giúp tăng cường phòng thủ ở khu vực Kharkov. Tuy nhiên, hầu hết vũ khí mà Mỹ phê duyệt vào tháng 4 chưa được chuyển giao, khiến lực lượng Ukraine vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược. Nga thường xuyên sử dụng bom lượn ở Vovchansk và tiến hành các cuộc pháo kích ở khu vực xung quanh. Moscow cũng sử dụng máy bay không người lái Lancet để nhắm vào các mục tiêu của Kiev. Gần đây, UAV Lancet của Nga đã phá hủy ít nhất 2 khẩu pháo cỡ nòng 155mm 2S22 Bogdana của Ukraine ở khu vực Kharkov. Ngay sau khi Nga bất ngờ tiến công vào Kharkov, hàng ngàn người đã sơ tán khỏi khu vực này. Tại một trung tâm sơ tán ở Kharkov, các tình nguyện viên của Ủy ban Cứu hộ Quốc tế và các tổ chức phi chính phủ khác mỗi ngày tiếp nhận khoảng 300 người sơ tán đến từ Vovchansk và Lipsy. Theo chính quyền Kharkov, khoảng 8.000 người sơ tán đến Kharkov từ Vovchansk và các làng xung quanh. Trung tướng Kirilo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng Ukraine đang ổn định tình hình ở khu vực Kharkov và nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga. Ông Budanov cũng cảnh báo rằng, Nga cũng đang tập trung cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào vùng Sumy ở phía tây Kharkov. Ông Budanov nói, mục tiêu chính của Nga trong hoạt động tấn công này là tạo ra sự hỗn loạn nhằm buộc các đơn vị của chúng tôi phải rút lui khỏi các hướng phía đông. Franz Stefan Gadi, nhà phân tích quân sự ở Viên cho rằng, bằng cách tấn công trên nhiều hướng, Nga đang khoét sâu vào tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng của Ukraine. Đây chủ yếu là một cách để bào mòn lực lượng Ukraine và sau đó tiến vào Chasovia và Kramatorsk. Ông Gadi nói, đề cập đến hai trong số những thành phố lớn nhất ở khu vực phía đông Donetsk, hiện do Ukraine kiểm soát. Lực lượng Ukraine bị hạn chế về khả năng đẩy lùi quân đội Nga không chỉ vì thiếu nhân lực và đạn dược, mà còn vì Mỹ cấm Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Điều này khiến Ukraine không thể sử dụng hệ thống HIMARS và ATACMS tấn công vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đây là hai trong số những loại vũ khí có tầm bắn xa nhất và hiệu quả nhất mà Mỹ gửi cho Ukraine. George Barros, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, diễn biến trên chiến trường, đặc biệt là khu vực Kharkov, có thể thay đổi ngay lập tức nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm này. Ở những khu vực khác của Ukraine, các tuyến tiếp tế của lực lượng Nga phải đi qua các khu vực do Ukraine kiểm soát, nơi Kiev thiết lập nhiều tuyến phòng thủ. Tuy nhiên, tại khu vực Kharkov, chiến tuyến chạy dọc theo biên giới, nghĩa là lực lượng Nga có thể thiết lập các sở chỉ huy, kho đạn dược và các trung tâm hậu cần khác bên trong lãnh thổ Nga. Theo chuyên gia Barros, lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga đã tạo cơ hội cho Nga đưa quân và vũ khí ra mặt trận hiệu quả hơn nhiều so với các khu vực khác. Ngày 14 tháng 5, khi được hỏi liệu Mỹ có cho phép Ukraine sử dụng hệ thống ATACMS tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga hay không, Ngoại trưởng Blinken nói, "Chúng tôi không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc xung đột này." Thưa quý vị, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía đông tỉnh Kharkov. Lực lượng vũ trang Ukraine hàng loạt tháo chạy khỏi các vị trí ở khu vực này trước sức tấn công mãnh liệt của Nga. Hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 5 cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Bukluvatka ở tỉnh Kharkov, miền bắc Ukraine và chọc thủng tuyến phòng thủ sâu của Ukraine tại đây. Hãng tin của Anh Reuters ngày 14 tháng 5 cho biết, một phần lãnh thổ Vovchansk thuộc vùng Kharkov của Ukraine đã do quân đội Nga kiểm soát. Trong khi đó, hãng tin TASS của Nga cho biết, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát một số khu vực ở phía Tây và phía Bắc Vovchansk và giao tranh đang diễn ra trên đường phố. Ngoài ra, quân đội Ukraine vào ngày 14 tháng 5 cũng cho biết, tình hình ở Vovchansk hiện vẫn trong tầm kiểm soát.
nhưng quân đội Ukraine cũng cho biết do các cuộc không kích cường độ cao của Nga, nên quân đội Ukraine phải rút lui về vị trí mới. Còn truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết số lượng các cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía Bắc Kharkov đã giảm đáng kể. Hai bên hiện đang tập trung lực lượng để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến tiếp theo. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform ngày 13 tháng 5 dẫn lời tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tướng Banjilevich cho biết lực lượng dự bị của quân đội Ukraine đã được đưa đến khu vực Kharkov để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Ukrinform dẫn lời tướng Banjilevich, sáng nay, kẻ thù tăng cường hoạt động ở khu vực Vovchan và giao tranh đang diễn ra. Chúng tôi phản ứng nhanh trước sự triển khai của kẻ thù và điều nhanh quân dự bị. Ukrinform ngày 13 tháng 5 cũng dẫn lời đại diện chính quyền khu vực Kharkov cho biết quân đội Nga đã bắt đầu bao vây Vovchan. Ông nói rằng một trận chiến vị trí rất khó khăn đang diễn ra ở đó. Trong khi đó, tờ Le Monde của Pháp dẫn lời một binh sĩ Ukraine giấu tên cho rằng chính quyền Kiev chưa sẵn sàng để bảo vệ Vovchan và khu vực này không có các phương tiện cần thiết để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, trang Avia.pro của Nga đưa tin, kế hoạch đánh chặn của quân đội Ukraine đã được công bố. Nguyên nhân là do quân đội Ukraine đã rút bỏ khỏi nhiều vị trí. Chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp truy bắt và đưa binh sĩ trở lại hiện trường. Nguyên nhân của việc bỏ vị trí chiến đấu của lính Ukraine là do lo sợ trước tốc độ tiến công của quân Nga quá nhanh. Ngày 14 tháng 5, quân Nga đã kết nối được hai đầu cầu ở khu vực làng Tenovaya, nằm ngay bên phải Vovchan. Giờ đây chỉ còn 38 km để đến trung tâm Kharkov. Giao tranh trên đường phố đã bắt đầu ở Vovchan và quân đội Ukraine buộc phải rút lui mà không có tuyến phòng thủ và tuyến tiếp tế được chuẩn bị sẵn. Còn theo thông tin của lính Ukraine phàn nàn trên mạng xã hội về việc thiếu công sự chiến đấu cũng như các hệ thống công sự vật cản ở khu vực Kharkov, đồng thời lưu ý rằng quân đội Nga đang tiến về phía trước gần như không bị cản trở. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Kharkov, Oleg Sinegubov, trong các bài phát biểu của mình thể hiện sự mâu thuẫn trong đánh giá về tình hình. Điều này có thể thấy sự bối rối của chính quyền Ukraine. Trong khi đó, Kiev tiếp tục đưa ra những tuyên bố về việc kiểm soát tình hình, cố gắng duy trì tinh thần của người dân. Tuy nhiên, những bước tiến nhanh chóng của quân đội Nga ở khu vực Kharkov và sự rút lui ồ ạt của quân Ukraine cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong việc phòng thủ khu vực. Trong ngày 15 tháng 5, quân Nga tiếp tục tấn công theo hai hướng Kharkov và Vovchan. Theo hướng Kharkov, quân Nga đã chiếm được Lukyansk và tiến vào Glubokoye, nơi treo cờ Nga. Mục tiêu tiếp theo của quân Nga đang tiến tới là Lipsy, một khu định cư có tầm quan trọng chiến lược, bao gồm một con đập và những con đường trọng điểm. Theo hướng Vovchan, các đơn vị Nga đang tiến về phía Bugruvatka và Starissa, đồng thời cũng đã tiến tới vùng ngoại ô của Vovchan. Một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy cuộc tấn công của Nga bằng pháo phản lực phóng loạt ở ngoại ô phía tây Vovchan. Đơn vị biệt kích Akhmat của Nga thông báo đã chiếm được làng Ogusovo, công bố đoạn phim tương ứng cắm cờ. Về phía Ukraine, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 42, Lữ đoàn Bảo vệ Lãnh thổ số 113, Lữ đoàn Độc lập số 92 cùng một số đơn vị của Tổng cục Tình báo Quốc phòng và các đơn vị tình nguyện hoạt động theo các hướng này. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân Nga đang tiến công chủ yếu theo các nhóm bộ binh có số lượng khá lớn. Trong các trận đánh, những vũ khí hạng nặng đầu tiên bắt đầu xuất hiện nhưng số lượng còn ít và có hỏa lực không mạnh như xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân. Tình báo phương Tây có thông tin Nga sẽ sớm tăng cường tấn công trên không và trên mặt đất vào Ukraine nhằm tận dụng thời gian cần thiết để Kiev nhận đủ vũ khí, đạn dược từ gói viện trợ quân sự Mỹ vừa được phê duyệt. CNN trích dẫn lời ba quan chức biết về thông tin tình báo phương Tây cho biết sẽ có một khoảng thời gian từ khi phê duyệt nguồn tài trợ để giúp Ukraine cho đến khi phần lớn số tiền đó tới được và tạo ra sự khác biệt đáng kể trên chiến tuyến, và Nga sẽ cố gắng sử dụng khoảng thời gian này để có lợi cho mình. Họ thừa nhận rằng những tháng viện trợ mới của Mỹ bị trì hoãn đã gây ra những tổn thất thực sự cho lực lượng Ukraine trên chiến trường, cả về lãnh thổ và con người. CNN cho biết các quan chức phương Tây và Ukraine tin rằng mối đe dọa trước mắt về các cuộc tấn công gia tăng có liên quan đến kế hoạch của Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào đầu mùa hè năm nay. Họ đề cập đến việc Nga tiếp tục huy động một phần trong bối cảnh này. Một quan chức quân sự Mỹ đánh giá triển vọng của Ukraine trong những tuần tới, ngay cả khi có viện trợ quân sự, nói với CNN, trường hợp tốt nhất là giữ giới tuyến liên lạc. Bên cạnh đó, Mỹ và Ukraine cũng đang tìm cách khắc chế vũ khí vô hình của Nga.
Kiev đã sử dụng các loại vũ khí chính xác cao do Washington cung cấp như hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường HIMARS và đạn tấn công trực tiếp đồng loạt phóng từ trên không. Nhưng tác chiến điện tử của Nga thường xuyên làm giảm hiệu quả của những vũ khí này. Trung tướng Antonio Aguto, chỉ huy nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine lưu ý rằng tác chiến điện tử của Nga nhắm vào một số khả năng chính xác nhất của vũ khí Mỹ là một thách thức. Các quan chức khác của Mỹ cũng đã nhận ra những vấn đề này và nói thêm rằng Washington và Kiev đang nỗ lực tìm giải pháp ứng phó. Bất kỳ giải pháp nào được phát triển nhằm giải quyết thách thức do tác chiến điện tử đặt ra sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho Ukraine. Chúng cũng sẽ giúp Mỹ giải quyết các vấn đề mà Washington lo ngại khi nước này chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột giữa các cường quốc. Ukraine đã cố gắng thích ứng với thách thức này bằng cách định vị các địa điểm đặt hệ thống tác chiến điện tử của Nga và phá hủy chúng. Việc dựa vào các hệ thống thay thế không phụ thuộc vào GPS hoặc sử dụng các hệ thống điều hướng khác như hệ thống dẫn đường quán tính sẽ giúp Ukraine giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đó không phải lúc nào cũng là một sự lựa chọn phù hợp. Trong những tuần gần đây, Nga đã dồn nguồn lực khổng lồ vào hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông tiến tới 3 điểm then chốt. Trung tâm quân sự Pokrovsk ở phía tây Avdiivka, điểm cao chiến lược Chasovya gần Bakhmut và Kurakhove ở phía đông nam. Trước đó, Mỹ bày tỏ hy vọng rằng viện trợ quân sự mới của Mỹ được Quốc hội thông qua sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng giành lại thế chủ động trên chiến trường. Nhưng một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Ngoài ra, New York Times còn đưa tin Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine khó có thể sụp đổ. Các cuộc tấn công dồn dập thực tế đã bắt đầu từ vài tuần trở lại đây. Theo chính quyền địa phương, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đêm ngày 9 tháng 5. Theo chính quyền địa phương, đây là cuộc tấn công trên không lớn nhất của lực lượng Nga trong nhiều tuần. Theo tư lệnh không quân Ukraine Mykola Omechuk, Nga đã sử dụng 76 vũ khí tấn công trên không trong cuộc tấn công, bao gồm 55 tên lửa và 21 máy bay không người lái được phóng từ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát. Ông nói thêm rằng, ít nhất 59 vũ khí đã bị phá hủy chỉ sau một đêm. Các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở sản xuất và truyền tải điện ở các vùng Poltava, Kirovograd, Zaporizhia, Lvov, Ivano-Frankivsk và Vinnytsia của Ukraine. Bộ trưởng năng lượng của nước này, German Galushchenko, đăng trên Telegram. Cũng trong ngày 9 tháng 5, Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine đang trong tình thế khó khăn thực sự ở miền đông, nơi họ phải cố gắng kiềm chế các đợt tấn công mạnh của phía Nga. Ông Zelensky cho hay, Nga đang nỗ lực khai thác tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực của Ukraine, tập trung lực lượng lớn ở miền đông cũng như phía bắc, giành lợi thế trên chiến trường. Mặc dù vậy, tại cuộc họp báo cùng Chủ tịch Nghị viện châu Âu Metsola đang ở thăm Kiev, Tổng thống Zelensky vẫn tin rằng với gói viện trợ quân sự lớn của Mỹ sắp tới Ukraine, gió sẽ đổi chiều. Tổng thống Zelensky thừa nhận Nga đã giành được quyền chủ động ở khu vực này, nhưng tin tưởng các lực lượng của Ukraine sẽ ngăn chặn Nga ở phía đông khi nhận được các lô vũ khí mới. Nga đang gia tăng áp lực ở một số nơi nằm về phía đông của Ukraine nhằm đánh sâu hơn vào trong tỉnh Donetsk mà Nga hiện nay mới chỉ kiểm soát được một bộ phận. Hiện quân của Ukraine bị quân Nga áp đảo cả về số lượng bộ binh, xe thiết giáp và đạn dược. Gần đây, một lữ đoàn Ukraine đã được triển khai gần thị trấn Pokrov, có 60.000 cư dân vào trước chiến tranh để ngăn đà tiến của quân Nga. Pokrov mới đây còn cách tiền tuyến khoảng 2 tiếng đồng hồ đi ô tô, nhưng giờ thì khoảng cách đó đã bị rút ngắn rất nhiều. Binh sĩ tại mặt trận cho hay, quân Nga thường pháo kích vào các vị trí Ukraine vào bình minh trước khi tung các đơn vị bộ binh nhỏ lên tấn công ảo ạt. Bên tấn công cố gắng tiến chắc và củng cố những vị trí vừa chiếm được. Cả bên tấn công lẫn bên phòng ngự đều tận dụng các rặng cây để ẩn nấp. Tình báo Ukraine cho rằng mục tiêu của Nga là đánh chiếm thị trấn Ocherotino và tới được con đường Pokrovsk-Kostiantynivka, chặt đứt một tuyến liên lạc quan trọng giữa nơi đây với các thị trấn khác ở vùng tiền tuyến. Hãng tin Reuters ngày 8 tháng 5 cho biết, tuyên bố của bà Zakharova đã lặp lại đánh giá được đưa ra hồi đầu tháng này của cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell. Cụ thể, hồi tháng 5, ông Borrell tuyên bố rằng sự tồn tại của Ukraine phụ thuộc vào phương Tây và cuộc chiến sẽ kết thúc sau vài tuần nữa nếu nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây chấm dứt. Tuy nhiên, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU bày tỏ ông không muốn chiến tranh ở Ukraine kết thúc như vậy.
về phía Nga vào ngày 8 tháng 5, khi được hỏi về cách giảm leo thang cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây, bà Zakharova cho biết phương Tây đã đưa ra những lời lẽ khoa trương về Nga. Bà Zakharova nhấn mạnh, và những gì cần thiết để giảm leo thang, ông Borrell đã nói, nếu bạn ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, mọi thứ sẽ kết thúc sau 2 tuần. Và đây là công thức giảm leo thang. Ngoài ra, Nga cũng đưa ra lời cảnh báo tới Pháp rằng, nếu Tổng thống nước này Emmanuel Macron gửi binh sĩ tới Ukraine, thì họ sẽ bị quân đội Nga coi là mục tiêu hợp pháp. Tổng thống Pháp Macron đã gây tranh cãi vào tháng 2 khi nói rằng ông không thể loại trừ việc triển khai bộ binh ở Ukraine trong tương lai. Nhà lãnh đạo Pháp cũng cảnh báo nếu Nga thắng ở Ukraine thì uy tín của châu Âu sẽ giảm xuống mức bằng không. Phản hồi về ý kiến này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu với các phóng viên rằng Tổng thống Macron muốn tạo ra một loại bất ổn chiến lược nào đó cho Nga. Bà Zakharova tuyên bố rằng chúng tôi sẽ làm ông ấy thất vọng. Đối với chúng tôi, tình hình có vẻ chắc chắn hơn. Nếu người Pháp xuất hiện trong khu vực xung đột, họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của các lực lượng vũ trang Nga. Đối với tôi, có vẻ như Pháp đã có bằng chứng về điều này. Bà Zakharova cho biết, Nga đã thấy có ngày càng nhiều công dân Pháp nằm trong số những người thiệt mạng ở Ukraine. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Nga cho biết họ sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trong khuôn khổ cuộc tập trận sau những lời cảnh báo từ Pháp, Anh và Mỹ. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã triệu đại sứ Pháp tới để lên án các chính sách của Paris sau phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron rằng binh sĩ phương Tây có thể được đưa đến Ukraine. Tuyên bố có đoạn, phía Nga đánh giá rằng đường lối của Paris đang dẫn đến leo thang xung đột. Những nỗ lực của chính quyền Pháp và những tuyên bố về việc có thể triển khai lực lượng phương Tây tới Ukraine chắc chắn sẽ thất bại. Cũng trong ngày 6 tháng 5, viết trên Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, việc phương Tây gửi quân đến lãnh thổ Ukraine sẽ khiến quốc gia của họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến và chúng tôi sẽ đáp trả. Thật không may, không phải chỉ trên lãnh thổ Ukraine sẽ có một thảm kịch toàn cầu. Ngày 3 tháng 5, Điện Kremlin đã chỉ trích những bình luận mới của Tổng thống Macron, trong đó ông nhắc lại quan điểm không nên loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, tuyên bố này rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Theo ông, Tổng thống Macron tiếp tục nói về khả năng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine và đây là xu hướng hết sức nguy hiểm. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã đưa quân đến Ukraine. Trên trang mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ, không đúng, Pháp không đưa quân đến Ukraine. Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra tuyên bố trên để phủ nhận các thông tin gần đây, khẳng định Paris đã triển khai quân đoàn nước ngoài tới Ukraine. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn tờ Economist ngày 2 tháng 5, Tổng thống Macron tái khẳng định quan điểm rằng ông không loại trừ khả năng gửi quân tới Ukraine, cho rằng vấn đề này sẽ hợp pháp nếu Nga xuyên thủng chiến tuyến của Ukraine và Kiev đưa ra yêu cầu như vậy. Hồi tháng 2, một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Mỹ, đã nhanh chóng phản đối khi Tổng thống Macron lần đầu tiên tuyên bố Paris không loại trừ khả năng đưa quân vào Ukraine. Thưa quý vị, lợi thế về pháo binh ngày càng tăng của Nga và những nỗ lực huy động kém của Ukraine đã cho phép lực lượng Nga đạt được những tiến bộ đáng kể trên nhiều mặt trận. Hãng thông tấn Union của Ukraine dẫn lời Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Ariel Genis mới đây cho biết, các lực lượng của Nga đã đạt được những bước tiến trên chiến trường ở khu vực Kharkov, Donetsk và cuộc chiến khó có thể kết thúc trong tương lai gần. Trong một cáo buộc đã bị Bắc Kinh bác bỏ, bà Ariel Genis lưu ý rằng, việc Trung Quốc cung cấp các linh kiện và vật liệu lưỡng dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga là một trong những yếu tố làm thay đổi động lực trên chiến trường ở Ukraine theo hướng có lợi cho Kremlin. Theo bà Genis, thực tế là Nga cũng đã đẩy nhanh việc khôi phục năng lực quân sự. Bà cho biết, trong nhiều tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho thấy ông sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Kiev và Washington về tương lai của Ukraine, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ đáng kể. Hiện tại, theo bà Genis, Nga đang sử dụng các chiến thuật cứng rắn hơn nhằm vào Ukraine, bao gồm cả việc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Giám đốc tình báo Mỹ lưu ý rằng, theo Điện Kremlin, điều này sẽ thuyết phục Ukraine rằng việc tiếp tục giao tranh sẽ chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho họ và sẽ không dẫn đến chiến thắng. Bà Genis nhấn mạnh, những chiến thuật này có thể sẽ tiếp tục và xung đột khó có thể kết thúc sớm. Ngoài ra, bà Genis nói thêm rằng, Moscow đã tăng chi tiêu cho quốc phòng lên gần 7% GDP, gần gấp đôi mức trung bình trong toàn bộ lịch sử nước Nga. Hiện nay, ngân sách quốc phòng của Nga chiếm khoảng 25% tổng chi tiêu. Đánh giá về tình hình chiến trường ở Ukraine,
viện Hudson có trụ sở tại Mỹ hôm 3 tháng 5 cũng cho rằng các lực lượng Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể trên chiến trường. Cụ thể, lợi thế về pháo binh ngày càng tăng của Nga và những nỗ lực huy động kém của Ukraine đã cho phép lực lượng Nga đạt được những tiến bộ đáng kể. Trong khi đó, tên lửa và máy bay không người lái của Nga tiếp tục tấn công các trung tâm quan trọng của Ukraine. Lực lượng Nga và Ukraine đã giao tranh dữ dội ở phía Nam và phía Đông Ukraine. Hình ảnh vệ tinh và tình báo nguồn mở cho thấy trận chiến khốc liệt nhất ở phía Đông xảy ra xung quanh Bakhmut, Spine, Avdiivka và Chasovia. Ở phía Nam, quân Nga tiếp tục tập trung vào việc loại bỏ các cứ điểm phòng thủ của Ukraine trong khu vực Rabotino, thành tựu đáng kể nhất của Kiev kể từ cuộc phản công hồi năm ngoái, và Krynki, địa điểm đầu cầu bắc qua sông Donetsk. Các dữ liệu hiện có cũng cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân ở tỉnh Donetsk ở mức cao. Trong khi đó, các đơn vị công binh của Nga đang tìm cách kết nối những chiến hào hiện có với các công sự mới kéo dài đến tỉnh Belgorod ở phía đông và tỉnh Zaporizhia ở phía nam. Nga đã hỗ trợ các cuộc tấn công trên bộ bằng các cuộc không kích với máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuần này, không quân Ukraine báo cáo tỷ lệ đánh chặn các loạt tên lửa này là khoảng 60%. Trong khi đó, Bộ Năng lượng Ukraine tiết lộ rằng các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở ở miền Nam và miền Tây Ukraine, bao gồm ở Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk và Lvov. Về phần mình, Kiev cũng tiếp tục tiến hành các biện pháp đáp trả nhằm vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Cơ quan an ninh Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu và một căn cứ không quân quan trọng ở vùng Krasnodar. Những cuộc tấn công này đã gây thiệt hại đáng kể cho một nhà kho mà Nga sử dụng để chứa bom dẫn đường UMPK. Thưa quý vị, mặc dù Mỹ nằm trong top đầu các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, tuy nhiên, theo nhận định của một cựu sĩ quan quân đội Mỹ, quân đội nước này sẽ bị xóa sổ ở Ukraine nếu tham gia vào cuộc xung đột do khả năng tiến hành chiến tranh thông thường của Mỹ đã bị xói mòn bởi các cuộc chiến tranh du kích bất tận. Cựu sĩ quan quân đội Mỹ Stanislav Krapivnik trong bài phát biểu mới nhất với đài RT nhận định rằng quân đội Mỹ nếu được triển khai tới Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga, cuối cùng sẽ bị xóa sổ. Ông Krapivnik lập luận rằng quân đội Mỹ trong tình trạng hiện tại không phù hợp để đối đầu với Nga trong một cuộc chiến tranh thông thường. Ông nói, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, toàn bộ NATO sẽ chỉ có thể làm chậm bước tiến tiềm năng của khối Liên Xô thay vì tiến hành một cuộc tấn công tổng lực trên bộ nhằm vào khối này. Cựu sĩ quan quân đội Mỹ giải thích, nếu bạn lắng nghe các chuyên gia lý trí ở phương Tây, họ sẽ nói với bạn rằng, đúng vậy, quân đội Mỹ giờ không có vị thế nào, quân đội Mỹ chưa bao giờ ở vị thế có thể đối đầu với Nga trên thực địa. Đối với NATO nói chung, trong thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, sứ mệnh trước hết là ngăn chặn các lực lượng của Hiệp ước Warsaw và Câu Giờ, chứ không phải bất kỳ cuộc tấn công lớn nào. Kể từ đó, khả năng chiến đấu của tập thể phương Tây đã suy giảm nghiêm trọng, phần lớn là do những nỗ lực quân sự mà chính Mỹ đã thực hiện trong những thập kỷ qua. Ông Krapivnik nhấn mạnh, hiện tại, mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Những cuộc chiến tranh bất tận mà Mỹ đang tham gia, những cuộc chiến tranh du kích bất tận đã làm suy giảm hoàn toàn khả năng của Mỹ trong việc tiến hành một cuộc chiến tranh thông thường. Họ đang cố gắng củng cố nó ngay bây giờ, nhưng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại lực lượng. Vị cựu sĩ quan quân đội Mỹ cũng đề cập đến các thông tin truyền thông gần đây rằng, nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden tái đắc cử, ông Biden hoặc tập thể Biden, bất cứ ai thực sự đưa ra quyết định, có thể gửi quân Mỹ đến Ukraine. Ông Krapivnik nhận định, vấn đề là những người ở Washington, chế độ Biden hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác thực tế nào. Ông cho rằng, mặc dù ý tưởng này chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại nặng nề cho quân đội Mỹ, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn việc triển khai như vậy. Điều này hoàn toàn không có thực tế, quân đội Mỹ sẽ bị tiêu diệt nếu họ tới Ukraine. Trước đó, theo hãng tin Sputnik vào ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk xác nhận với các phóng viên rằng một số binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang được triển khai ở Ukraine để trợ giúp Kiev trong cuộc xung đột với Nga. NATO ngày nay đang giúp đỡ nhiều nhất có thể. Nếu không có sự giúp đỡ của NATO, Ukraine sẽ không thể tự vệ được lâu như vậy và có một số quân nhân ở đó, ý tôi là binh lính, các quan sát viên, kỹ sư. Thủ tướng Ba Lan không nêu chi tiết về số lượng binh sĩ hoặc quốc gia NATO nào đã điều động quân đến Ukraine. Trả lời câu hỏi vì sao liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu không công khai can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine, ông Tusk cho hay, mọi người trên thế giới này đều e sợ chiến tranh hạt nhân có thể bùng phát trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.
Trong cuộc phỏng vấn đăng tải trên tờ Financial Times ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Litva Ingrida Simonis cũng tuyên bố nước này sẵn sàng đưa binh sĩ tới Ukraine để tham gia sứ mệnh huấn luyện bất chấp mọi mối đe dọa hạt nhân từ Nga. Tuyên bố của Thủ tướng Simonis là động thái mới nhất làm leo thang căng thẳng giữa Nga và phương Tây trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên tục đưa ra ý tưởng và kêu gọi các nước đồng minh đưa quân đến Ukraine. Nhật báo Corriere của Italia dẫn một dự thảo tài liệu của NATO cho biết NATO đang lên kế hoạch thông qua nghị quyết không triển khai quân trên thực địa ở Ukraine. Theo đó, không triển khai quân trên thực địa sẽ là cụm từ chính có trong bản dự thảo tài liệu dự kiến được đưa ra thảo luận và phê duyệt tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Washington từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 tới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái khẳng định rằng ông sẽ xem xét việc gửi binh sĩ Pháp tới Ukraine và nêu các điều kiện để điều đó có thể diễn ra. Trong khi đó, Nga coi tuyên bố này là nguy hiểm. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Economist mới đây, ông Macron đã mô tả rằng Nga đang đặt ra thách thức cấp bách cho châu Âu liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Khi được hỏi về bình luận trước đó của ông rằng quân đội NATO có thể được triển khai để giúp Ukraine, Tổng thống Macron nói: "Tôi không loại trừ bất cứ điều gì, bởi vì chúng ta đang phải đối mặt với một người không loại trừ bất cứ điều gì. Chắc chắn là chúng tôi đã quá do dự khi xác định giới hạn hành động của mình." Nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông sẽ cân nhắc việc gửi binh sĩ Pháp đến Ukraine với hai điều kiện: nếu các lực lượng Nga xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và có yêu cầu từ phía Kiev. Trong những tháng gần đây, các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự phương Tây đã đưa ra những cảnh báo ngày càng tăng về những tác động tiềm tàng sau chiến thắng của Nga ở Ukraine. Nhận xét của ông Macron về việc gửi binh sĩ Pháp đến Ukraine là một trong những tuyên bố diều hâu nhất của một nhà lãnh đạo phương Tây. Một số quốc gia NATO, trong đó có Mỹ, đã nhanh chóng phản đối vào tháng 2 vừa qua khi ông Macron lần đầu tiên nói rằng Pháp không loại trừ việc gửi quân đến Ukraine. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto tuyên bố Italia sẽ không đưa quân đội tới Ukraine và cho rằng việc các lực lượng nước ngoài xuất hiện ở Ukraine không có lợi cho Kiev. Về phần mình, Điện Kremlin đã chỉ trích tuyên bố mới nhất của Tổng thống Macron về việc triển khai quân tới Ukraine, theo hãng tin AFP. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Tuyên bố này rất quan trọng và nguy hiểm. Ông Macron liên tục nói về khả năng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là một xu hướng rất nguy hiểm và có khả năng gây ra mối đe dọa đối với cấu trúc an ninh châu Âu." Nga trước đó cũng đã phản ứng giận dữ về những đề xuất rằng phương Tây có thể triển khai lực lượng để hỗ trợ Kiev, coi đây là bằng chứng cho thấy NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột. Ông Peskov cũng cho biết nhận xét của Ngoại trưởng Anh David Cameron ủng hộ việc Ukraine tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga là nguy hiểm và leo thang. Trong chuyến thăm Kiev hôm 2 tháng 5, ông Cameron nói Ukraine hoàn toàn có quyền tấn công lại Nga và London đã không cảnh báo trước về cách lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí do Anh cung cấp. Ukraine đã tấn công một số cơ sở năng lượng ở Nga trong những tháng gần đây, sử dụng thiết bị bay không người lái mang theo chất nổ để tấn công vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu nằm cách chiến tuyến hàng trăm km. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, những tuyên bố trên của Tổng thống Pháp Macron và Ngoại trưởng Anh Cameron có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu cũng như với toàn bộ cấu trúc an ninh châu lục này. Ông Peskov nói thêm, "Chúng tôi nhận thấy xu hướng leo thang đáng báo động trong các tuyên bố chính thức. Điều này khiến chúng tôi lo ngại." Ukraine đã nỗ lực ngăn chặn Nga chọc thủng tuyến phòng thủ của mình trong bối cảnh gói viện trợ của Mỹ bị đình trệ. Và mặc dù dự luật viện trợ trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine mới được thông qua gần đây, Ukraine vẫn đang chật vật để đối phó với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga trong lúc chờ đợi viện trợ. Mặc dù các nước NATO đã gửi viện trợ tài chính và vũ khí để giúp Ukraine, nhưng họ tránh đối đầu trực tiếp vì lo ngại điều đó có thể làm leo thang xung đột với một nước Nga có vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin từng lưu ý, việc triển khai quân NATO tới Ukraine sẽ dẫn đến chiến tranh giữa Nga và Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại một lần nữa đưa ra lời cảnh tỉnh chiến lược với NATO, đề cập khả năng các nước phương Tây triển khai lực lượng tới Ukraine, quyết không để Nga thắng cuộc chiến. Trả lời phỏng vấn tờ The Economist ngày 2 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã một lần nữa đề cập đến khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine. Ông Macron nói, về việc phương Tây triển khai quân tới Ukraine,
tôi không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào, vì Nga cũng là đất nước hành động theo lối không loại trừ bất cứ khả năng nào. Chúng tôi chắc chắn đã quá do dự khi xác định giới hạn hành động. Tổng thống Pháp còn nhấn mạnh, việc bản thân hồi tháng 2 tuyên bố rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể triển khai quân ở Ukraine là một lời cảnh tỉnh chiến lược cần thiết đối với những nhà lãnh đạo trong khối. Ông Macron nhấn mạnh rằng, việc ngăn cản đối phương hiểu rõ về những hành động có thể làm hoặc không nên làm cũng là một công cụ để răn đe. Nếu không, chúng tôi sẽ chỉ tự làm suy yếu chính mình. Đó là khuôn khổ mà chúng tôi đang thực hiện cho đến nay. Trên thực tế, nhiều quốc gia sau đó đã hiểu và đồng ý với cách tiếp cận này của chúng tôi, rằng quan điểm này là một điều tốt. Ông Macron nói thêm, nếu Nga quyết định mạnh tay hơn tại Ukraine, tôi nghĩ khi đó các nhà lãnh đạo phương Tây sẽ tự hỏi về khả năng này. Từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine, tôi luôn theo đuổi một mục tiêu, chiến lược rõ ràng, bằng mọi giá, không để Nga thắng. Vì nếu Nga thắng ở Ukraine, sẽ không còn an ninh ở châu Âu. Đối với châu Âu, Nga là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn, ông Macron nhắc lại việc binh sĩ Pháp vẫn đang hoạt động ở châu Âu, chiến đấu chống khủng bố theo yêu cầu của các quốc gia có chủ quyền. Ông Macron nhấn mạnh, nếu Nga tạo bước đột phá ở tiền tuyến và nếu Ukraine yêu cầu, chúng tôi chắc chắn sẽ cân nhắc gửi quân. Điều này chưa từng xảy ra hiện nay, nhưng điều đó không thể loại trừ. Trước đây, ông Macron từng nói rằng nếu Nga tiến quân sát thành phố Odessa hoặc Kiev, Pháp và các nước đồng minh phương Tây có thể sẽ phải can thiệp. Ông Macron nói, chiến lược của chúng tôi rất rõ ràng, đó là Nga không thể thắng ở Ukraine. Anh nghĩ rằng Nga sẽ dừng lại ở Ukraine. Chuyện gì sẽ xảy ra với an ninh của các nước láng giềng như Moldova, Romania, Ba Lan, Litva và các nước khác? Ông Macron giải thích, niềm tin nào với châu Âu khi đã đóng góp hàng trăm tỷ euro hỗ trợ Ukraine nhưng vẫn không thể ngăn chặn Nga. Vậy nên chúng ta không thể loại trừ bất cứ khả năng nào, vì mục tiêu của chúng ta là không để Nga giành chiến thắng. Nga hiện chưa bình luận về tuyên bố mới của ông Macron, nhưng đã nhiều lần cảnh báo nếu NATO triển khai quân đến Ukraine thì đó sẽ là các mục tiêu hợp pháp mà quân đội Nga nhắm tới, bất kể binh sĩ NATO có trực tiếp tham gia nhiệm vụ chiến đấu hay không. Vào cuối tháng 2, ông Macron từng khiến cộng đồng quốc tế dậy sóng khi nói rằng NATO có thể triển khai quân tới Ukraine. Theo đài RT, nội bộ NATO đã lục đục và chia rẽ về khả năng triển khai quân tới Ukraine sau bình luận của ông Macron. Litva, Phần Lan và Estonia ủng hộ ý tưởng của ông Macron, trong khi đó Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Cộng hòa Séc tuyên bố họ không có kế hoạch nào như vậy. Phía Moscow cũng tuyên bố họ sẽ theo đuổi các mục tiêu tại Ukraine đến cùng, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp bất chấp mọi hành động can thiệp của NATO. Hồi cuối tháng 2, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng nếu NATO thực sự triển khai quân tới Ukraine, thì một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối này là không thể tránh khỏi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!